Sáng chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 3 năm 2019, Ủy ban xã Chí Công đã tổ chức ngày hội Olympic toàn dân chạy bộ vì sức khỏe. Tham gia chạy có nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã, thực hiện chạy quãng đường hơn 2 km. Với số lượng góp mặt chạy bộ lên đến hơn 1.000 người tham gia. Dũng cường đưa ta tới đại bình quân, mau về đây.
ấy phong trào khoe khắp nơi xa gần, cho dân khí phương cường và hưng phấn. Nghìn đời công mà anh duy ta khoe vì nước yên tiên quốc gia, toàn thanh niên ta góp tài ba tạo nguồn dân sinh mới hùng mạnh trong năm giới, hợp lực xây hưng thịnh chung nước ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.